Ok, hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trafix. Và đây là một uh, phần nhỏ trong Daily Outlook và tôi sẽ trích xuất ra để tôi cập nhật cho các bạn. Thì phần này sẽ là phần về nhận định thị trường Bitcoin. Có một vài bạn đang hỏi tôi về vấn đề này. Ok, đây là hình ảnh của thị trường Bitcoin. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang có góc nhìn về thị trường sẽ phải giảm xuống thông qua việc đây gọi đây là 1 2 3. 4 và 5. Hiện tại, sau khi phá key level này, chúng ta có tỷ lệ rất cao là thị trường sẽ tiếp tục thực hiện cái số 5. Tuy nhiên, các bạn nhìn từ đây đến đây nhé, tôi sẽ phân tích cụ thể từ đây đến đây. Thì các bạn đang nhìn thấy là một hình ảnh của WXY. Về lý thuyết, chúng ta phải có một lần tăng nữa. Về lý thuyết, chúng ta phải có một lần tăng nữa rồi mới xuống. nhưng đối với động lực đây là một cái mô hình mà gọi là tôi tạm đặt trên là một mẫu hình một mẫu hình wxy với cái y phát triển như thế này tôi chỉ giải thích ngắn gọn như vậy thôi thì chúng ta không cần phải có một lần lên như thế này nữa mà mới xuống thị trường có thể xuống hẳn luôn từ dưới này vì vậy phá vỡ key level này là một trong những điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể nhận định rằng thị trường di chuyển hẳn xuống những câu hỏi đặt ra là thị trường phá key level rồi và chúng ta di chuyển xuống như thế nào đây. Chúng ta sẽ xuống khung thời gian M15. Thị trường có hiện tượng FOMO sập xuống và bắt đầu di chuyển như sau. thị trường bắt đầu hồi lại sau đó di chuyển xuống một cách chậm chạp chậm chạp chậm chạp rồi lại bắt đầu di chuyển ngược lên một cách chậm chạp thế thì tôi đố các bạn có bất kỳ mẫu hình nào trong quá khứ hoặc là cái cặp tiền nào chúng ta đang làm cái hiện tượng này hay không các bạn thử nhớ là xem để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng đến với xig tôi xin phép xóa hết nhé XJC thì các bạn thấy chúng ta đang có một mô hình nằm trong nó như thế này. Sau khi sập xuống thì cũng tương tự như Bitcoin, Bitcoin cũng vừa sập xuống thì hồi rất mạnh trở lên, sau đó di chuyển chậm chạp xuống thì Bitcoin cũng di chuyển ngược lên. Thì tại thời điểm này, Bitcoin dừng lại, đây chính là cái thời điểm mà Bitcoin dừng lại, dừng chân lại. Bên cạnh đó thì XJC thì đã phát triển khá nhiều rồi. Vì vậy tôi sẽ dùng cái XG này để tôi ví dụ minh họa cho các bạn. Chúng ta có một lần hồi lên, chúng ta lại hồi xuống như thế này, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã hồi xong. Thì chúng ta phải mong chờ thị trường phá vỡ vùng đỉnh này một lần nữa. Thì cái mô hình nó sẽ rõ ràng. Và cái việc nó di chuyển lên sẽ là cái cách cái cách mà nó di chuyển lên sẽ là cái cái việc quyết định thị trường sẽ tạo một cái vùng hồi mang tên là gì? cũng như vậy chúng ta sẽ biết được thị trường sẽ hồi bao xa tại sao không hồi tới đây rồi mới sập mà chỉ cần hồi tới vùng đỉnh này rồi mới sập đây chúng ta nhìn lại con bitcoin nhé khi chúng ta xác định được thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi rằng thị trường nên hồi sau một tí nữa sau đó sẽ sập rất hợp lý và đặc biệt là sau khi phá vùng đỉnh này thì thị trường sập để tôi vẽ ok thị trường sẽ di chuyển lên một đoạn nữa sau đó sập rất hợp lý nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta biết được thị trường chỉ di chuyển được như đây thôi mà thị trường không di chuyển lên trên cao này rồi mới sập đâu là điểm rơi của thị trường đây đâu sẽ là điểm mà toàn bộ thị trường sẽ sập một lượt đây đó chính là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải quyết nếu chúng ta chỉ mong chờ thị trường di chuyển lên như thế này Hãy nhìn lại trên XIG. Giả sử rằng đây là cặp tiền Bitcoin đi. Chúng ta hãy giả sử rằng đây là Bitcoin. Thì có phải chúng ta mong chờ thị trường phá trên đỉnh hay không? Thị trường chưa kịp phá đỉnh. Thì tới vùng loanh quanh này mới phá đỉnh. Ok. Sau khi thị trường phá đỉnh. Chúng ta có một cái mô hình có tên gọi rõ ràng được hiện ra. Và chúng ta sẽ dự đoán được thị trường di chuyển xuống. Vậy nếu bạn gọi đây là đỉnh. Chẳng hạn như tôi sẽ vào một lệnh sell. và bạn gọi đây là đỉnh, thị trường sẽ tiếp tục di chuyển lên. Rồi bạn lại tiếp tục gọi đây là đỉnh. Ở đây là toàn bộ vùng hồi của bạn. Thì bạn lại tiếp tục sell chỗ này. Thì bạn lại nhìn đây. Ở đây nó di chuyển xuống một lần. Nhưng chắc gì thị trường không di chuyển lên được một đoạn nữa. Rồi mới bắt đầu di chuyển xuống. Điều mà nó vừa làm trong quá khứ. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta không thể nào biết được cái đoạn này. Nếu chúng ta muốn biết đoạn này thì chúng ta buộc phải có key level. Tương tự như vậy, Bitcoin bạn muốn hiểu nó thì bạn muốn biết nó hồi được bao nhiêu xa và khi nào chúng ta nên tìm lệnh mua ấy, lệnh bán. Khi nào nên bán thì chúng ta buộc phải có key level. Vì vậy nếu các bạn mà muốn tôi trả lời cho các bạn được tại thời điểm này thị trường lên hay thị trường xuống thì tôi không biết. Tôi phải thú thật điều này là tôi không biết. Nhưng nếu phải sell Nếu bạn sell ở đây Bạn stop loss ngay trên này Thì tôi trả lời luôn cho bạn Tôi biết rằng thị trường sẽ xuống Nó khác biệt nhau cho đó Tức là trong ngắn hạn tôi không biết thị trường có lên được một đoạn nữa hay không Nhưng trong trung hạn thì tôi biết thị trường sẽ cắm mặt xuống Vậy thì làm sao để chúng ta biết được trong ngắn hạn thị trường lên hay xuống? chỉ có một cách là chúng ta phải nương tựa vào Key level vậy thì đối với các bạn chưa có lệnh chưa có lệnh nha thì các bạn sẽ ví dụ như bạn vào một lot thông thường là bạn vào một lot ví dụ như vậy thì hiện tại bạn có thể vào khoảng phân nửa số lot của mình hoặc là đến một phần tư số lot của mình và bạn số lot ở đây thị trường di chuyển xuống thì bạn lời luôn thì bạn lời 0.25 lot chẳng hạn hoặc 0,5 lot chẳng hạn vì sao bạn sell xong mà thị trường di chuyển xuống thì chỉ có việc đi ăn mừng thôi chứ suy nghĩ làm gì nữa nhưng nếu thị trường di chuyển lên thì đó chính là lúc bạn vào thêm 0,5 lot còn lại nữa nhưng không phải là với phương pháp bắt đỉnh nhé mà với phương pháp là bạn phải tìm xem key level của thị trường nằm đâu giả định rằng đây là key level của thị trường theo đúng với các nguyên tắc mà trong các video tôi đã hướng dẫn thì đây có thể là một key level của thị trường đi chăng nữa thì bạn sẽ mong chờ thị trường phá vỡ và lúc đó mới là lúc tìm Sell các bạn hiểu về nguyên tắc chưa vậy thì thị trường có thể di chuyển lên thị trường có thể di chuyển xuống chưa phá khi thì nó vẫn có thể di chuyển lên tiếp và nó cứ lặp lại điều này di chuyển xuống rồi lại di chuyển lên thì luôn luôn chúng ta sẽ để lộ ra key level vì chúng ta cần làm là về key level dời key level và đến một lúc nào đó khi level bị phá vỡ thì cũng là lúc chúng ta vào 0.5 lot còn lại. Tương tự như SSG. Đây là vùng đỉnh nha. Chúng ta sẽ có key level nằm đây. Chúng ta sẽ dời key level lên và cứ tiếp tục dời key level lên. Khi nào chúng ta xác định được key level, xác định được xu hướng giảm, đang bắt đầu rồi, thì sẽ vào phần nửa slot còn lại. Còn hiện tại thì chúng ta đang vào một số lượng lot ít thôi và số lot ngay trên cao này. Thì bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ được cơ hội này. Ok, đó là với các bạn đã có lệnh. Còn đối với các bạn, à chưa có lệnh. Còn đối với các bạn đã có lệnh thì sao? Thì tùy thuộc vào bạn đang có lệnh nào thì chúng ta sẽ giải quyết những cái lệnh đó. Tôi đặt giả định rằng bạn đang có lệnh bay Bạn đang có lệnh bay thì sẽ có hai trường hợp thôi. Một là bạn bay xấu, hai là bạn bay tốt, bay tốt thì chúng ta bàn đến mức là tốt cỡ nào, tốt cỡ như đây, hay là trên này vẫn tốt nhưng mà nó sát với cái lệnh stop loss này rồi. Vậy thì đối với những cái bạn mà có lệnh bay rất tốt này rồi, thì bạn biết rằng thị trường có thể di chuyển lên thì bạn cứ việc dời dời stop loss để khi nào cái lệnh cái thị trường di chuyển lên như thế này thì bạn sẽ ăn được chọn tối đa. Sau đó là bạn sẽ kiếm những cái lệnh bạn mua lại đối với những cái bạn mà mua về tốt nhưng mà vẫn còn giá cao thì lập tức đặt lệnh vào hiện tượng rack even đi hoặc phải canh nha đối với bạn mua nào thị trường thực á thì nó có thể nó spy một hai cái một cái là trở tay không kịp vậy thì phải ngồi canh thì vẫn theo nguyên tắc là sẽ chốt lời thông qua việc là canh thị trường giá lên và chốt lời đi còn tôi thì đang thấy thị trường giá xuống đối với những cái bạn mà đang kẹt những lệnh buy và giá xấu thì nếu xấu cỡ này thôi thì mong chờ thị trường giá lên một tí thì gỡ. Còn nếu xấu quá thì chấp nhận lỗ đi, stop loss đi, gỡ lệnh đi, đừng có mong chờ thị trường um, di chuyển lên mà gỡ nữa, vì chưa chắc thị trường di chuyển xa lên đến tận như này đâu. Vì quan điểm của tôi là thị trường sẽ di chuyển xuống. Ít nhất là phải phá được vùng đáy này, phải nói ít nhất là phá vùng đáy này. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Ok, sau khi tạo vùng hồi thì thị trường sẽ tiếp tục di chuyển còn nếu bạn nào muốn chắc kèo nữa thì khỏi vào lệnh. Chúng ta chỉ mong thị trường có key level và chỉ có key level thì đó mới là cái thời điểm bạn vào lệnh. Còn tới thời điểm này, lên cũng được, xuống cũng được thì chẳng khác nào chúng ta đang đầu tư rủi ro. Ok, đó là nhận định của mình về thị trường Bitcoin. Vậy thì chúng ta cũng vừa điểm qua cái daily outlook của chúng ta rồi, đầy đủ rồi thì à, tôi sẽ render chắc cũng phải nửa tiếng nữa sau thì mới có video ok xin chào tất cả các bạn nhé